cho trắng một tí, vẫn thiếu nhiều lắm. Thật sự ra để mở con này đã, nếu mà không được mua thêm hai con nữa mẹ cú lắm rồi đấy, mẹ cay đắng lắm cái cuộc đời rồi đấy. Mọi người, con này chắc chắn nó ra con pet hiếm luôn, nhìn mặt nó biết rồi. Mọi người xem đông cái này chắc chắn là ra pet hiếm, điêu người yêu chọn. Con này là cái mông. Ông rõ ràng ra là ông đặt tên tôi là con cún luôn ở đấy rồi đấy. Tán không phát rồi. Hay vợ bấm cho chồng đi. Bấm cái điện tự đây. Giờ làm hớp nước ngọt nhá, lấy vận may nhá. À không, nhưng mà nở ra mình chưa biết. Hết vào lớp rồi ha. Không, nhưng mà mở phát này ra mình chưa biết là nó chó màu gì, phải cho nó nuôi lên level 4. Lên cơ gì cái lên đó. Ờ đúng rồi. Mày lên level 4 nó mới hiện nền. Con nào? Nào con này chưa ăn thua gì cả. Không, tí nữa nếu đúng mà ra con chó cùi nhá. Về đúng đặt tên là hận nhà phát hành. Cay lắm rồi, mới làm clip bốc phốt nhà phát hành xong, vừa làm bờ clip bốc phốt nhà phát hành xong, liệu của nhà phát hành có chùi cho là không ra không nhỉ? Có khi nhà phát hành dí cái đích của mình ấy. Nhà phát hành ạ, dù gì cũng là em cũng là đối tác của nhà phát hành, cho nên là nhà phát hành nhớ cái đích của em, búp cho em cái phần trăm lên cao cao một tí. Được tên 80% ra pet hiếm đi. Ừ, đã cái nhà phát hành phải là tăng những cái nick gọi là đối tác lên tỷ lệ ra, mở ra đồ hiếm lên 80% để người ta review cho các fan xem chứ. Ai đời mang tiếng là đối tác mà toàn dìm xuống tận đáy xã hội thôi, mở ra con pet đen xì ạ. Rồi, có pet nào dùng rồi ạ? Ơ, có pet đâu nhỉ? Lên mày. Từ. Bế cái này lên ạ. Phải bế nó lên. Đấy. Đối tác không có partner à? Đối tác bên Hezin mới có partner bạn. Đối tác Vida Game làm gì có partner? Ố! Con này nó không đứng yên đây à? Rồi đứng lên, nó cũng có tí ra đứng ở cạnh ông này mày, đứng cạnh ông này. Ở đây. Ô phù thủy nhá, phù thủy phù hộ con nhá. Úm bà la. BDCB, bà lê sẽ bê đê bê đê. Hít tí sữa dâu, hít tí sữa dâu cho đỏ. Con này là con xám rồi, cái con bơ này nhá. Cái phủi vui mồm đi, người ta chưa mở ra đâu ấy. Mẹ, tí mở ra con xám thật, ba con bơ rồi luôn. Cái mồm chưa mở, người ta đã mở, đã bảo con xám rồi. Người gì đâu ấy. Một tím chắc luôn. Con chó trắng chắc luôn. Chó trắng một tí. Bảng mở chó. Bà tay vài như làng mở cho. Không phải tốn 220 kim cương đâu em, phải tốn đến 400 bởi vì còn nạp thỏi vàng nữa. Con đẹp nhất. Bàn tay vàng trong làng mở cho mỡ. Thấy mặt không? Không có thấy đâu. Đấy, đã cho con này lên level max nha. Cho ăn đây đúng không? 500 đủ không nhỉ? 500 đủ không nhỉ các bạn nhỉ? Hello Ngọc Ánh nha em. Qua em bấm nhầm đổi mất con VVIP Smart Sisu à? Ui, con đấy ngày xưa mua mất 50.000 mà. Con đấy ai đi tái chế em? Con đấy ngày xưa mua mất tiền mà. Kiểu thấy con pet mới ham quá. Mua cái 700 điểm nhé. Úi trời ơi, phê. Con chó đó, con nó còn nó hiếm không anh ạ? À? Con này không hiếm em ạ. Con này nó quá hiếm thôi chứ không phải hiếm nữa. Ừ, con này nó thuộc dạng quá hiếm mà. Ui, nó đỏ đỏ, nó trắng hồng đẹp thật đấy. Cũng như con trai trắng hồng đẹp dã man. Xinh vãi, xinh lắm. Có người... Có người thì cứ được chó trắng đây các bác. Chó trắng người ta hay chó thường. Ông mở cho tôi 4 con, để 4 con thường hết. Chồng bảo tay vợ mở đi. Vợ bảo chồng mở đi. Dù ra cái gì vợ cũng không ân hận. Ô, con chó có cánh này. À, thế là tí mình cho con này ghép pet đi à? Nhưng mà anh Đậu mới có 2 con.
Thế ấy có hai con thì sao ghét trời? Xài hiệu ứng ấy à? Anh biết rồi, anh biết xài hiệu ứng rồi. Nhưng mà cái hiệu ứng này nó được vĩnh viễn không? Cái hiệu ứng này nó có được vĩnh viễn không? Nếu mà được một thời gian phí kim cương. Có vĩnh viễn đúng không? Sâu cute à? Úi giời, cái hàng người ta hàng bê viết phải chẳng cute. Chó ông có chó giấm nâu nâu nhìn như cái cục phân trâu so bì với con pet người ta. Được bê viết anh ơi. Được vĩnh viễn à? Được vĩnh viễn thì mình phải xài thôi chứ còn gì nữa. Em buồn cái em buồn cười nhỉ. Vĩnh viễn không xài. Ôi trời. Thần chú này sẽ được xuất hiện kiểu. Tội gì mất kim cương như mệt, mình còn tiền sao, hiểu không? Em hiểu không? Mình giàu nhưng mà mình cũng không được hoang phí, hiểu không? Chỗ này mình còn tích còn để đủ lấy một con nữa. Mình giàu nhưng mình không được hoang. À, mấy phút trước anh dắt cục phân trâu đấy ạ. Ghép đi Không ghép đâu, ghép nó mất màu. đi để cho nó lên, để cho nó lên cưỡi đi, con chó đẹp thế mà. Hiệu ứng đâu? Em cho anh 500k nhá. Ok. Hiệu ứng đâu? Hiệu ứng đâu? Cảm ơn lưu thủy em. Bị lừa nữa à? Chúng mày lừa anh đâu à? Hiệu ứng đâu? À đây. Nó phải chạy mới có hiệu ứng ạ. Ui nốt nhạc ạ. Ui hiệu ứng chạy ra nốt nhạc. Ui rồi ôi má này hiệu ứng chạy. Còn nám như này này. Xem cute hơn không? Ôi sao chó nó to đấy? Chó mình level 7 chưa nhỉ? Con nâu đen hẳn ghép à? Con nâu hay đen hẳn ghép à? Ừ chứ con này ghép bị phí nhỉ? Ôi sao con của nó to ấy nhỉ? Con của mình hèn đấy. Bây giờ chồng mới dùng 100 thỏi vàng. À! Sau đây là một cú nhấp vứt tiền xuống sông. Adu. À, đu. Ôi sao chạy nó không có lấp lánh trời. Mà 100 thỏi vàng của tao nó chỉ được thế này thôi à. À, 100 thỏi vàng manh động nó chỉ được thế này thôi à mọi người. Cưỡi nó không có hiệu ứng hả? Đù, anh mua cái bình nước đi à. 100 thỏi vàng của tao nó chỉ được thế này thôi à. À, 250. 250 manh động nó được thế này thôi á. Ủa sao nó cưỡi tay nó để ngồi như thế kia mà tay mình cưỡi nó cứ như kiểu tương cương thi ấy nhỉ. Nhưng mà nó có đồ vào khác. Đấy, nó đi chạy cái kiểu sướng quá sướng quá sướng Con vàng nó vẫn đẹp hơn con chó quá. ta. Đáng nghĩa là nó phải túm hai tai con chó này nó cưỡi hai tai cầm hai con tai nó cưỡi giống như kiểu cầm dây cương con ngựa ấy nó mới hợp Sao lý. vậy, con vàng nó đẹp hơn con trắng đấy. Tao thấy con nào cũng đẹp mà trừ con đen thôi. Cứ trừ con đen ra thấy con nào cũng đẹp. Vợ anh ở sau à? Ừ đúng rồi. Mua đâu vậy anh à? Con chó này á? À? Chó nó mua đâu á? À? Con chó này mua cửa hàng em ơi. Cứ các bạn cứ mua tầm độ 2 3 triệu mở gì cũng ra. Nhưng mà thế này quá đỏ rồi. Cưỡi như cưỡi ngựa ấy hay hơn là túm 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 tai này cưỡi là nghe có dây cương là nghe phải có dây cương ở cổ con chó này không mình cầm này ấy, cưỡi nó mới hay. Anh đậu hên à đừng nói anh đậu hên cái này là kỹ năng nha em cái này là kỹ năng mới mở được nha không có hên Con ra cái nịt cho nhá. nền xanh. Anh đậu mở ra thì mỗi bốn con ra con nền màu xanh và anh đậu mở phát ra nền với vip. Sau này chắc cũng cưới thỏa. Sau này anh đậu anh mượn muốn ra tính năng cưới người yêu để cho anh đậu cưới chị mỡ cho chị mỡ bò đây anh đậu cưới ở bên ngoài mình bị bắt nạt nhiều rồi và trong game mình phải cưới được. Bữa anh kêu em một ngày tặng 100 bông hồng anh chưa thấy em tặng ngày nào luôn đấy anh chưa thấy em tặng anh một cái gì ngày nào luôn chưa tặng luôn. Bữa mới tặng được 100 bông từ hôm nọ hôm nay là có được đâu đáng nghe là một tuần 5 lít mỗi thì mỗi một ngày phải tặng 1.000 bông hồng
tặng 1.000 bông hồng, anh Đậu mới nhận 100.000. Cứ nhanh ngoài à, đi nhanh các bạn ạ. Đi nhanh hơn đi bộ luôn. Bữa ông ngồi tặng 200 bông à? Đâu tặng lại thử anh xem nào. Hello hai đứa đi đôi nhỉ, giờ tặng tiếp đi. Bảo rồi, cái donate bằng thẻ đi cho nhanh. Mỗi hôm 200 bông anh Đậu mới nhận 20.000 thôi. Anh em phải 500 bông. 500 bông mới được 50.000. Không thì tặng cạc luôn đi. Năm mỗi mệt mệt luôn hả? Chị oai đấy, thích thế. Ừ. Cái này bị phê các bạn. Nhưng hôm nay mở là quá bùng nổ rồi. Đúng không?